Em qua đây anh hỏi nhờ một tí. Anh thấy là cái chúng mình gọi là dạ áo dài đúng không? Anh thấy có hai cái loại trang phục nó khác nhau một chút đấy. Ví dụ như em là có cái đội đầu đỏ đỏ trên đầu ấy. Còn ví dụ như những bạn khác như này lại không có, thì khi nào thì đội cái đỏ và khi nào thì mình không đội cái đỏ? Khi họ đi làm phù dâu thì họ sẽ được đội. À, khi làm phù dâu mới đội cái đỏ này đúng không? Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của BNT Vlog. Và hôm nay tôi có tình cờ đi qua khu vực nậm dịch của Hoàng Su Phi. Tôi có nhìn thấy có một đám cưới rất là đông vui. Và dựa vào cái trang phục mà nhìn thấy ở phía bên ngoài cổng hôn trường cưới, mọi người đều có thể biết là đây chính là một đám cưới của dân tộc Dao. Nhưng Dao ở đây chính là Dao áo dài, vì cái trang phục có một chút nó khác biệt so với Dao đỏ. Và cũng là lần đầu tiên tôi đi khám phá một cái đám cưới của dân tộc Dao áo dài, cho nên là về các nét văn hóa phong tục của họ thì chắc chắn là tôi sẽ không biết nhiều. Cho nên là quá trình tôi có đi và nói chuyện thì có gì đó chưa chính xác thì mong các bạn thông cảm nhá. Giờ tôi sẽ đi xuống đó để tôi ghi lại một số hình ảnh trong đám cưới cho các bạn cùng xem. Là cổng hôn trường cưới bạn nha, rất là đẹp. Kính thưa quý cô dì chú bác, anh chị em, bạn bè gần xa đã đến với gia đình hôm nay, kính mời chúng ta cùng di chuyển vào hôn trường cưới để chuẩn bị ổn định chỗ ngồi. Chúng ta cùng chuẩn bị dự bữa cơm thân mật với gia đình cô dâu chú rể Hoàng Nam và Tráng Hồng. Xin kính mời ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đây chính là cô dâu chú rể, chú rể Hoàng Hạc và cô dâu Tráng Hồng. Xin mời chúng ta cùng chứng kiến và cho một tràng pháo tay ạ. Tiếp theo thì cô dâu chú rể sẽ có một ly rượu thay lời cảm ơn quý vị đã không quản ngại đường xa xa xôi, bớt chút thời gian vàng ngọc đến với chung vui với gia đình. Xin mời ạ. Thank you.
Nhận lời cảm ơn của cô dâu chú rể ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, sau ly này sẽ cô dâu chú rể sẽ đi theo từng mâm ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị ạ. Này, ông Minh ơi, em nhìn mặt của chị em thấy quen rồi. Có đợt em gọi anh Minh hay sao ấy, vì nó mày tỏ. Anh Minh ơi, anh Minh, anh tìm ổ cơm để ra không? Bây giờ là người nhà, đây là không phải có 3-4 người cả. Bây giờ là khả năng là mấy năm nữa là Đây, anh hỏi nhờ một tí. Anh thấy là cái chúng mình gọi là dạ áo dài đúng không? Anh thấy có hai cái loại trang phục nó khác nhau một chút đấy. Ví dụ như em là có cái đội đầu đỏ đỏ trên đầu ấy. Còn ví dụ như những bạn khác như này lại không có, thì khi nào thì đội cái đỏ và khi nào thì mình không đội cái đỏ? Khi họ đi làm phù dâu thì họ sẽ được đội. À, khi làm phù dâu mới đội cái đỏ này đúng không? Ở Su Phi mình thì anh thấy rất ít người đội cái đỏ này đúng không? Ít lắm. Khi có đám cưới thì mới đội. À, thế là như là ở đây có mấy bạn này chắc là của bên đoàn nhà gái mình thì mới đội cái đấy đúng không? Nhà trai chứ. À, nhà trai à? À, đi đón dâu mới đội cái đồ đỏ này đúng không? Làm cái đồ đỏ này là 3 người. À, đi đón dâu về khi nào kết thúc rồi người ta mới tháo cái đồ này là mình mới xong. Thế là chỉ bây giờ chỉ có 3 người đỏ như này và cả cô dâu nữa thôi. Cô dâu nữa thôi. À, vâng vâng. Ba người là chỉ người đón cô dâu. Vâng, cảm ơn em nhé. Hỏi chú một tí chắc chú biết rõ hơn. À, thế thì cái loại truyền thống mà mình chủ yếu là đội cái loại khăn mà nó có đen và có sợi vải trắng này phải không chú? Cái này là hàng ngày. À, phổ biến hơn hàng ngày. Hàng ngày đấy là nó là à. Cái này là phải có đón dâu. Rồi, cái đỏ đỏ như này là có nghĩa là đi đón dâu. Cái này trang trí rất khó khăn đấy. À, và có nghĩa là những ngày rất là đặc biệt thì mới dùng đến. Đấy, cái này là chỉ có là đi đón dâu, ba người này là được đón dâu từ nhà gái. Vâng, bởi vì cháu thấy là rất ít khi nhìn thấy cái đỏ đỏ này. Vâng vâng. Bình thường cho phép này. Dạ dạ vâng vâng. Cảm ơn chú nhé. Kết nối Bluetooth à? Có kết nối nhưng mà có nghĩa là cái này là không, anh không kết nối. Nhưng mà mình đặt nó đấy, nó kết nối với máy kiểu gì? À, nó chỉ chạy không dung thôi gì? Không, nó có. Xin thưa các bạn là trên kia vừa rồi là cái nơi mà tổ chức diễn ra cái nơi lễ ra mắt và để cho tất cả quý vị khách quý đến để dự đám cưới của cô dâu chú rể.
Còn bây giờ tôi mới biết một điều rằng là nhà của cô dâu chú rể thì chính thức là ở dưới này. Giờ tôi sẽ vào dưới này để vào trong gia đình để xem là trong gia đình có những cái nghi lễ gì, có những nét đẹp gì. Tôi sẽ quay tiếp cho các bạn xem nhé. Đây là toàn cảnh gia đình của gia đình nhà chú rể các bạn nhé. Hôm nay gia đình vừa đón cô dâu về đây. Giờ tôi sẽ đi vào trong gia đình để quay cho các bạn xem. Các bạn ơi, phía bên trong này có rất nhiều các cô, các chị, các em mặc trên mình những cái bộ trang phục truyền thống rất là lộng lẫy, đẹp nhất của một ngày trọng đại các bạn nhé. Những cái bộ trang phục rất là đẹp luôn, rất là đầy đủ, rất là truyền thống các bạn ạ. Vâng, rất là vui luôn các cô chú nhỉ. Giờ cháu chào cô chú nhá. Giờ cháu xin phép quay cảnh gia đình mình một chút. Cháu thấy các cô chú đang ngồi uống rượu rất là vui vẻ đúng không ạ? Đây là nhân dịp một cái đám cưới của hai em, cho nên là rất là vui mừng được các cô chú đến dự đám cưới của gia đình. Vâng, đây là trong gia đình các bạn nhé. Trong gia đình đang rất là đông vui. Giờ tôi thấy ngoài có một cái khu vực rất là đẹp. Đây các bạn ơi, phía bên ngoài này có một cái khu vực mà gia đình tổ chức bố trí một cái sàn rất là đẹp để tiếp đón các vị khách ngồi đây ăn cơm. Chỗ này vừa nghỉ xong rồi. Các bạn ơi, đây chính là cái nơi mà vất vả nhất đấy. Đây là chính là hậu phương, gọi là bộ phận hậu cần đấy. Tất cả các chị em đang rất là vất vả. Sau một cái bữa tiệc vui vẻ của mọi người thì các chị em đang rất là bận rộn để rửa bát này. Và có một chị thì chắc là sau một cái lúc mà uống rượu thì khá là mệt mỏi, bây giờ rửa mặt cho tỉnh táo lại thì uống tiếp đúng không chị nhỉ? Ừ, uống tiếp. Vâng. À, chị là bên đoàn nhà trai đúng không? Bà đón đấy. Còn đây là một anh đầu bếp. Anh đang rất là khéo tay, đang thái thịt rất là đẹp mà rất là ngon luôn nhá các bạn nhá. Đây là thịt lợn đen này các bạn ơi. Đây thịt lợn đen này, rất là nhiều nạc, nhìn rất là ngon luôn các bạn ạ. Tuyệt vời luôn. Đấy. Đây một anh trai rất là khéo tay, đang thái ra những miếng thịt rất là đều, rất là ngon. Bạn ơi, đây là món đậu giá nhá. Đây món đậu giá làm từ đậu tương này. Đây mới là làm từ đậu xanh này. Nó dài rất là nhanh. Chỉ trong khoảng 3 đến 5 ngày nó đã dài khoảng 6-7 cm rồi. Nhưng mà ăn nó vẫn rất là mềm, rất là ngọt. Ngon lắm. Để xin phép là quay các bác một tí. Các bạn đang mặc cái trên mình cái bộ trang phục rất là truyền thống, rất là đẹp. Đó các bạn nhìn thấy chưa? Đây là những bộ trang phục truyền thống của người Dao áo dài. Trong đám cưới mới mặc đấy nhỉ, bình thường rất là mặc, ít mặc bác nhỉ? Tết mới mặc. Đúng rồi, Tết và đám cưới nhỉ? Ngày lễ. Ngày lễ quan trọng thì mới mặc những bộ đồ như này. Còn đây là bộ trang phục của các bác có tuổi một chút, còn những cái bạn thanh niên trẻ hơn thì chắc là sẽ mặc những bộ như thế này nhỉ? Bác nhờ. Đấy, nhưng bộ ở đây là trưởng bếp đúng không ạ? Đó. À vâng. Thế là đây là gọi là trưởng đoàn nhà gái. Không, trưởng đoàn có bác trưởng đoàn đi vắng nên là phó đoàn. À, là phó đoàn. Thế nên là mặc cái bộ trang phục cũng rất là truyền thống, trên đầu đội một cái mũ đen rất là to đúng không? Rất là đẹp luôn đấy. Khăn quấn đầu. Khăn quấn đầu nhỉ. Nó làm tổng hợp thành một cái chúng ta nhìn dạng những cái mũ rất là đẹp đúng không? Đó. Các bạn nhìn thấy là cái bộ trang phục truyền thống của người Dao dài cũng rất là đặc biệt, rất là khác, không thể nhầm lẫn với dân tộc nào cả. Nhìn nó rất là đẹp nhá. Đấy các bác rất là yêu thích cái văn hóa truyền thống của mình, mặc cái bộ rất là đẹp. Quần áo dài.
thì nó khác với sản phẩm của nó khác với áo dài và tô đẹp cho thằng đàn ông của người áo dài. Đúng rồi, mở cái cung áo đằng trước này. Đúng rồi, tô đẹp cho đàn ông của người da. Cú đây là bằng bạc phải không? Cúc là bằng bạc. Đúng rồi, 100% bằng bạc. Đúng rồi, bằng bạc thật 100% các bạn nhá. Những cái cúc trắng trắng mà các bạn nhìn thấy ở đây này, đây là những cái cúc bằng bạc hết. Cái cúc như thế này đúng không? Cúc như thế này đúng không? Đây đây, cúc như này. Cúc như này bằng bạc hết đúng không? Nó rất là đẹp luôn đấy. Nó khá là to, nhìn nó rất là chắc chắn và rất là đẹp. Đó, đây là một cái bộ trang phục truyền thống của một chàng trai người dân tộc Dao áo dài. Tại sao gọi là Dao áo dài? Bởi vì là theo tôi nhìn thấy là những cái bộ trang phục này nó dài hơn của người Dao áo đỏ đúng không? Nhưng bộ Dao áo đỏ nó chỉ ngắn ngắn đến cái tầm thắt lưng thôi. Không là của người Dao của người Dao áo dài thì nó sẽ dài hơn của người Dao đỏ, của nói về đàn ông ấy. Còn là Dao áo dài ấy thì thả cái áo của phụ nữ nó sẽ bằng quất chân. Vâng đúng rồi, bởi vì là đàn ông của người Dao đỏ thì họ chỉ dài đến tầm thắt lưng thôi. Còn Dao dài thì sẽ dài hơn thắt lưng, nó có cái tà áo nó khá là giống với cái áo dài của những người Kinh mà ở vùng Bắc Ninh ấy nhỉ, người ta ở dưới xuôi ấy. Áo bà ba. Đấy, không gọi là áo, thực ra là bây giờ không nhớ ra là áo gì luôn, nhưng mà tóm lại là cái áo của người Kinh ấy. Ngày xưa họ có cái áo dài truyền thống của đàn ông, nó rất là giống áo này luôn. Nhìn nó khá là truyền thống và rất là đẹp nhá. Tất nhiên là bây giờ chúng ta cách điệu bằng những chất vải đẹp, nó nhìn nó lại càng vừa hiện đại mà nó vừa truyền thống các bạn nhỉ. Giờ cháu nó chơi bác một tí nhá. Bác ơi, bác năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Rồi bác 60 tuổi ạ. Vâng. Bác là hôm nay là đại diện của bên nhà gái hay nhà trai bác? Nhà trai. À bác là bên nhà trai. Vâng, thế hôm nay là mình đón được một cô dâu về làm con làm cháu dâu bên nhà mình đúng không? Không, đây là bác là bên nhà thầy cúng ở bên nhà. À bác là thầy cúng. À. Thế là bác là nếu mà theo như bên con sẽ sụi ủng. À đó là bên chủ hôn lễ đúng không? Đúng. Theo là chủ hôn lễ của gia đình đấy. Đấy, đây là một bác thầy cúng rất là giỏi, rất là cao tay, bác là chủ hôn lễ của gia đình. Bác sẽ chăm lo cho mọi việc để làm sao cho cái đám cưới diễn ra suôn sẻ nhất và không xảy ra bất kỳ một cái vấn đề gì đúng không? Chủ hôn lễ có nhất thiết là phải là người nhà không ạ? Không phải. À có nghĩa là bất kỳ người nào cũng được, miễn là gia đình người ta cảm thấy là tin tưởng. À vâng. Biết làm mà gia đình thấy tin tưởng. Người ta nhờ. Nhưng cả người nhà không biết làm, chả biết nhờ. Vâng ạ, vâng. Thế thì chắc chắn bác là một thầy cúng rất là giỏi, rất là có tiếng ở khu vực Lập Dĩnh này. Một nghệ nhân dân gian rất là có tiếng ở đây các bạn nhé. Bác này rất là giỏi. Bác bác có nhớ được là cuộc đời mình đã từng làm chủ hôn lễ cho bao nhiêu đám cưới rồi không? Có thể nhớ được. À vâng, chắc rất là nhiều bác nhỉ. Thật sự là tôi từ hồi 18 tuổi tôi đã làm. À bác quá giỏi luôn. Bác đã làm chủ hôn lễ, làm thầy cúng từ năm 18 tuổi rồi các bạn nhé. Thật sự là bác quá giỏi luôn. Mình rất là khâm phục. Bác này là một nghệ nhân thật sự là rất là có tiếng ở đây. Nhưng mà bác có nói được mấy cái từ, à mấy cái bài hát hoặc là những cái câu mà gọi là theo kiểu Hán Việt không? Bây giờ bác có thể xin phép là nếu mà bác đồng ý ấy, bác có thể hát một hai câu tiếng của bằng từ Hán được không? Thì cả bác muốn hát nhưng mà giọng của bác thì cũng chả hay. Nhưng mà hát được thì tất cả anh em có người nghe được thì nghe, người không nghe được thì cũng bỏ qua. Xin phép tôi hát cho một dòng. Gọi cụ tuân tiêu quân bà hang tình tình nắng dầm sằng y quang mẹ hơn phun xăm nhỏ hớt tôi bằng xin ghi và chôn quê giá tiêu vàng
tây bay nam nhau mùi manh tây ya hi cháu con tiêu lâu mùi nhìn ấy chăm cù buồn hồn cô tiêu lâu tí thôn mùi thấy chăm tiêu dân. Bác chỉ hát được vậy thôi. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều nhé. Vâng, thật sự là cháu rất là cảm ơn bác. Bác đã dành cho quý vị khán giả một cái bài hát rất là hay. Mặc dù cháu là người da đỏ, cháu không thể biết được đầy đủ tất cả những câu hát của bác, nhưng mà cháu hy vọng là ở những người xem video của cháu có cả những người dân tộc da áo dài, và chắc chắn là các bạn nào là người dân tộc da áo dài, các bạn sẽ nghe và các bạn sẽ hiểu được những cái câu hát rất là truyền thống, rất là tuyệt vời, rất là hay của bác. Bác kể về những cái chuyện ngày xưa, kể về những cái chuyện là rất là gốc tích của người da áo dài, rất là hay các bạn ạ. Hy vọng là tất cả những bạn nào là da áo dài, các bạn nghe, các bạn hiểu, các bạn sẽ phân tích và bình luận ở phía dưới video của tôi để cho mọi quý vị khán giả cũng hiểu các bạn nhé. Cảm ơn bác nha, một lần nữa chào cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Chúc bác luôn mạnh khỏe và giúp đỡ được rất nhiều gia đình khác ạ. Vâng ạ, vâng, cháu chào bác.